Mình là Katie đây. Các bạn đã nghe mình hát trên kênh Katie Channel chưa? Đây là lần đầu tiên mình được lên hình đấy các bạn ạ. Mình rất thích quay những vlog ngắn. Mong mọi người sẽ ủng hộ nhé. Mùa sinh năm đến rất là gần rồi mà mình lại không được ra ngoài chơi vì dịch bệnh rất là nguy hiểm, nên các bạn ở nhà cho an toàn nhé. Vì động viên tinh thần của mình, bố đã tặng cho mình một món quà. Các bạn hãy mở của mình nhé. Chúng ta hãy rút nơ nha. Ok, mình sẽ mở nó ra. Hồi hộp quá đi. Ủa, mình không biết cách mở như nào luôn. Mình sẽ mở luôn ra như này. Mình sẽ để dây con một bên. Có những chiếc bánh quy xinh xinh nữa. Mình sẽ bỏ đồ ra nhé. Wow. Wow, ở đây có những chiếc bánh quy thật là to. Ôi, tức quá, bị vỡ mông một cái rồi. Mình sẽ để đây nha. Tiếp theo cũng là hình dạng bánh quy, toàn là hình Noel thôi. Mình cũng sẽ bỏ vào đây. Wow, ở trong đây toàn là màu của các hình Noel, à, của các màu Noel. Màu hồng nè. Màu xanh nè các bạn. Màu trắng và màu green nữa. Ta-da. Mình sẽ để hai trắng và hai xanh là coi đi luôn. Và ba màu cuối là màu nâu, màu đen và màu đỏ. Wow, ở đây người ta còn có cả cái đóng gói và cái buộc hộp nữa nè. Mình sẽ để sang một bên. Ở đây thì có những cái hình cây thông to. Nó bị vỡ em mình đã phải bẻ như này, nhưng mà trông cũng đẹp hơn đúng không nào? Mình sẽ để một bên. Tiếp theo là một hình ngôi nhà. Wow, rất là to luôn. Một hình tròn, mình không biết cái này để vẽ gì nữa. Và một hoa tiết rất là đẹp đúng không các bạn? Một đôi giày bé. Hai cây thông Noel nhỏ. Hai bông tuyết to. Một bé hình bánh gừng. Một cái găng tay. Và cuối cùng mình cũng không biết là cái hình gì nữa luôn. Mình sẽ chọn cây thông nhỏ, nhưng mà không biết mình có làm được không thôi. Bây giờ thì mình sẽ mang đi nướng nha các bạn. Nghe nhé, kinh quá. Trông nó khiêu quá các bạn ạ. Trời ơi. Mình cũng sẽ cho đi nướng luôn. Hình thứ ba thì mình sẽ làm một bông hoa nha.
Thế là mình đã xong rồi, bây giờ con chỉ cần mang đi nướng thôi. Và đây là thành quả của mình sau khi mình làm. Thực sự đúng rất đáng yêu đúng không các bạn? Cái này thực sự rất là khó làm luôn các bạn ạ. Rất khó. Mình làm mãi mới chỉ như này thôi. Một cái này là mình. Có phải là một bé bánh gừng cho là đáng yêu không? Ý. Mình cũng không biết đây là pizza. Hai bé cây thông. Cái này thì nó bị hỏng. Wow, cái này thật là đẹp làm sao. Và mình cũng không biết cái này là cái gì. Tiếp theo là một đôi giày thì là đáng yêu và xinh đẹp. Một cây thông khổng lồ. Và một ngôi nhà siêu to luôn. Đầu ý, thì trong set bánh nó rất là nhiều bánh đúng không? Nhưng mà mình chỉ làm được cái từng này thôi, vì lúc mình đang làm ý thì mình đã những cái vỡ và những cái hỏng mình đã ăn mất rồi. Thực sự là rất là ngon luôn. Có vị trà xanh nữa. Bây giờ chúng ta cùng đóng gói thế nào. Đây là thành quả cả buổi tối của hai mẹ con mình làm đây nè. Thực sự rất là khó đấy các bạn nhé. Cảm ơn bố vì đã mua quà cho con. Cảm ơn mẹ vì đã giúp con nướng bánh. Bây giờ mình sẽ mang bánh đi mời mọi người nhé. Các bạn có thèm không? Mình rất là háo hức để được ăn đây. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, bình an nha. Bye bye. Merry Christmas and Happy New Year.